Ok, hôm nay tôi trở lại đi biển làm một video cho các bạn xem nha. Lâu rồi không đi biển nên bắt đầu đi biển lại. Hôm nay là chiều mùng 1 hết các bạn. Tôi sẽ làm một video về biển Vàm Nhãn Đồng đây các bạn ạ. Đây, cảnh rất là đẹp. Tôi sẽ làm một video cho các bạn xem về cảnh biển Vàm Nhãn Đồng nha. Rất đẹp. Mọi người tới rất đông. Rất đông vui. Và tôi tiếp tục. Trong tí những cái cảnh ngồi biển rất đẹp các bạn. Đẹp. Trong tí hoa và những cái con cột. Hôm nay biển Đà Nẵng tương đối lạnh, nhưng nhiều cô gái vẫn mặc váy đi làm đẹp. Tôi đang mặc áo lạnh nhưng nhiều cô gái vẫn cứ mặc váy rất lạnh vì cái đẹp này, họ cứ mặc váy. Tết mà, Tết là muốn đẹp. Đây những cái, các bạn thấy nha, những cái thông trai, những cái thông trai mà biển trong cái là những cái cảnh là đẹp.
Thấy xa xa là tượng Quan Âm ở trên chùa Linh Ứng đi các bạn. Đấy. Mà thấy xa xa đó là cái tượng Quan Âm mà trắng á. Ở trên chùa Linh Ứng đi các bạn. Tôi sẽ làm một video đi chùa Linh Ứng chiều mùng 1 Tết các bạn ạ. Các bạn nhớ theo dõi. Bạn thấy cặp nhà cô Tặng đây, thấy cô dễ sợ. Có các bạn đây cô bao nhiêu Tặng, bọc đến thử cô bao nhiêu Tặng. Còn đến đi, cặp này đang mới làm phần thô, cặp này mới làm thô chứ chưa hoàn thành, còn đến nội thất là chưa làm. Có cô đây, cô vẫn 50 Tặng. Còn đây còn cái này là thấp hơn. Thấy Đà Nẵng là phát triển mạnh không? Bạn tương lai các bạn sẽ đến, bạn mà chưa đến Đà Nẵng thì cố gắng đến xem cảnh biển rất đẹp. Năm nay vì Covid nên mùa bãi biển của Đà Nẵng không thấy tổ chức có cái sự kiện. Mấy năm đã có tổ chức có sự kiện rất là nhiều. Năm nay là không thấy tổ chức gì. Chủ yếu làm mấy cái làm hoa với lại cái cảnh chân, còn tổ chức thì sợ đông người lại dính Covid nên không thấy tổ chức cái sự kiện gì mà nó đông người hết.
Thôi video đến đây là kết thúc các bạn nha. Anh chào các bạn, chào tạm biệt các bạn. Tôi sẽ làm video tiếp theo. Các bạn sẽ xem, cố gắng xem giúp. Và các bạn nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh, chia sẻ một người cùng xem nè. Thôi xin chào nha.